Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em cái với em Dương. Hôm nay hai anh em mình vào đây một cái khu này để khám phá. Cũng được một cô giáo ở đây cũng giới thiệu là có một anh mắt bị mù từ lúc nhỏ rồi, nhưng mà thực sự là về cái câu chuyện ấy thì không biết như thế nào. Thì hôm nay em Dương với em cái hai anh em mình cũng sẽ vào đây. Cô giáo cũng đã chỉ bảo là ở cái chòm của khu này thôi. Do hôm nay thì cô giáo cũng bận ấy, cô cũng không dẫn được anh em mình vào, thì chắc là bây giờ hai anh em mình cứ đi vào bên trong đấy vừa hỏi bà con xem nào có biết nhà anh ấy ở đâu không. Đây nhá cô bác ạ, ở khu này khu cũng gần bên khu Lũng Pù ạ. Mình cũng lần đầu tiên vào cái khu này. Đây, bây giờ mà này. Có một cái điều đặc biệt là hôm nay anh em chúng cháu vào đến trong khu này thì thấy bà con ở đây toàn nhà xây luôn. Thực sự là cô bác ạ, ở đây thì nói chung là đường bê tông nó đẹp ấy, thì bà con ở đây toàn là xây nhà cấp 4 từ nhà sai. Thì ngôi nhà mà thay đổi dần dần. Theo Dương, theo anh nghĩ là chắc vài năm sau nữa bà con đây cũng chuẩn bị xây nhà tầm được nhỉ? Tầm nào vì ở phía bên kia kìa, phía bên kia kìa. Đúng, bên kia đang xây nhà tầm. Bên kia ở đây hơi xa nhìn không thấy nhỉ? Bên kia đang gọi là để sắt chờ đấy. Vâng. Đấy cũng là toàn nhà xây hết đây này. Đây đây xuống hải. Quay. Alo nhớ chơi rồi. Cũng đồng chí với mấy tủ ti lầu thì không một chỉ bộ kê nè, có một anh kia mắt mù ấy. Tích ở bên dưới này à? Thì tức là hai anh em mình hôm nay cũng vào chơi nhà anh đấy, kiểu như là thang chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình cuộc sống hàng ngày của chở cái gì anh. Nhiều đấy anh đi chở cổ vậy. Ở đây làm gì nhỉ? Đây đi đầu bò. Đầu bò à? Chân bò. Ui. Mình lấy về để làm thang cố hay làm gì? Về thang cố để cày. Tức là lấy về để hôm nay mình cày nương xong là làm thang cố à? Vâng. Ủa đây nhỉ, món này ngon nhỉ Dương ạ. Nhiều thịt lắm ấy nhỉ. Món này ninh của hai người ăn thoải mái. Mình ninh ra ấy thì ăn cũng rất là ngon đấy nhỉ. Đúng rồi, nhiều quả thế, quả đầu. Nhà anh ở đây phải không? Nhà to thế. Đây này. Nhà không to mấy đâu, từ năm 2004 đến giờ. 2004 là anh xây nhà này rồi á? Vâng. Lúc đấy đã có đường bê tông này chưa anh? Chưa có. Chưa có. Vâng. Thế là phải mình gùi về á? Xe ô tô nó chở vào đến đây được không? Xây gài thì có đường ô tô đến đây rồi. Được. Lúc mình làm nhà đấy thì năm 2004 thì chưa xây thì làm gỗ không. Đúng rồi. Làm gỗ không nó chưa ấy vào. Thôi nhá, rất là cảm ơn anh nhá. Để anh em mình cũng di chuyển đi xuống dưới thôi nhỉ. Đúng không? Thôi nếu mà anh đã bận thôi, sợ anh không bận thì có thể đưa anh em đi xuống đấy cũng được. Thế nhá. Bây giờ chắc là lúc này mình cũng bảo thế anh cũng đang bê một đống thịt rất nhiều ấy. Thì thôi anh bảo là anh rửa tay xong thì đưa anh em mình đi xuống đấy cũng được nhỉ. Đây, hôm nay thì cũng vào đây cũng rất là may cũng gặp được anh này. Tí nữa sẽ hỏi tên anh tên gì nhỉ. Và thăm nhà anh tí nhỉ. Nhà to thật đấy. Thôi nhưng mà quên hỏi anh tên là gì nhỉ? Anh Xính mà. Anh Xính. Thôi thế làm phiền anh tí nhỉ. Anh đưa anh em mình xuống gặp. Không biết là anh nghe cô giáo, có một cô giáo kể ra là một anh mắt bị mù ấy. Thì mình muốn vào đây coi như là chia sẻ là tha gia đình anh chị đấy coi như cái hoàn cảnh cái cuộc sống hàng ngày như thế nào. Vào đến đây thì anh em chúng cháu cũng thấy là Hồn Nam thì Hồn Nam hay khắp tháng đi tức là vẫn gọi cho anh Hoàng Nam vào để coi như khám phá vào để chia sẻ kế hoạch cuộc sống hàng ngày của anh đấy luôn. Nhưng mà anh Hoàng Nam không vào à? Không vào. Vào đấy cả. Bể nước mình tự làm đấy nhở, dự trữ được một cái bể nước đây đầy luôn. Nước ở đây có nước nguồn chảy về không anh? Có, nó ở hồ treo ở trên kia. Kéo từ hồ treo về à? Nước đầy ở đây này, thoải mái luôn nhỉ? Thấy gia đình cũng gọi là thiết kế nhà cửa theo lối hiện đại hơn nhỉ? Cũng có công trình phụ như thế này. Nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm với lại nhà vệ sinh là cái này là cũng tự hoại luôn đúng không anh? Vâng. Nhà tắm, vệ sinh tự hoại. Vào thăm nhà tí được không? Được, thế anh em đi vào thăm nhà. Đây nhà này, to này chắc là để cây ngô cũng như là để cỏ bò đúng không? Vâng. Cỏ bò để ở dưới này, thấy ở dưới đây là cây ngô để bên này. Mình dự trữ đây. Cái cỏ mình chăn nuôi bò với lợn thì phải có cây cỏ để ngoài tí, sợ chạy cò nó nghe. Đúng rồi, sợ lửa ấy, bén lửa lắm anh ạ. Tức là mình xây bao quanh ngoài thôi đúng không? Vâng. Còn bên trong là vẫn sử dụng cái có các cháu đây này. Nhà gỗ nhỉ? Vâng. Ôi nhà to quá. Nhà to thật nhỉ, nhà anh Xính đi. Hôm nay hai anh em mình cũng vào khám phá kiểu như là cũng vào thăm gia đình, cũng anh bên dưới mắt bị mù nhưng mà cũng được anh Xính ấy bảo là lắc nữa anh sẽ dẫn hai anh em mình xuống đấy. Thế bây giờ thấy cháu bé đang đây nhá, nghịch xem điện thoại à? Thế giờ vào đây chú cho mấy kẹo nhá. Vâng, xin.
Thế hôm nay anh em mình cũng chủ yếu cũng vào đây khám phá và thăm có một anh bác bị mù nhưng mà vào đây cũng gặp các cháu của anh Xính ấy. Đi. Ăn kẹo nào, ăn kẹo. Quả ghế chất lượng nhỉ. Đặt như thế này cho cháu chắc ngủ chị không xoay kiểu như không biết xuống nhỉ. Cái này là hàn là vừa mới hàn lại ra ấy. Cho em bé ở chỗ chỗ trên ấy để chia ra cho em bé này một ít nhỉ, em Dương nhỉ. Mũi khó tha, em bé dễ thương quá. trộm vía nhờ. Này này, mũi khó tha là anh ga vị trí cho từ lúc ta. Chúc con hay ăn tròng lớn nhá. Nhờ, em bé dễ thương quá nhỉ. Được mấy tháng rồi chị? Được 6 tháng à? Cái này chắc là cháu chứ phải không? Cháu của anh à? Tức là cháu là không phải con phải không? Thế anh nhà hôm nào cày nương đấy? Anh Mai ạ. Mai à? Mai em ra đây hộ cày để ăn thịt bò cùng nhá. Thế anh làm phiền anh dẫn hai anh em mình đi xuống dưới nhá. Để hôm nay vào rất là may mắn. Vào đi bộ thôi. Rất là may mắn được anh Xính cũng giới thiệu kiểu như bất chút thời gian đưa hai anh em mình xuống dưới. Đây nhá cô bác ạ. Tức là hai anh em mình á? Thì anh là chắc là cũng là trưởng thôn phải không? Gạt nhau ở đâu, có khi là gạt nhiều rồi nhưng mà mình cũng ít khi kiểu như ngủ giao lưu ấy. Chị mà báo mà kiểu như dù báo thì nhớ sang đi ấy mà. Đúng rồi. Em thì ở HK nhưng mà em cũng làm cùng đội anh em kiểu như là mình YouTube ấy, đi chia sẻ hoàn cảnh, đi khám phá. Thế thì thảo nào. Nhà Lùng với nhà Trung Chú với tức là anh hay xuống nhà Lùng phải không? Vâng. Thì nhà em ở khu trên. Rồi, em ở khu trên tức là chắc anh cũng biết nhà Dính phải không? Dính biết bán hả? Biết mà. Thì em cũng ở ngay sát từ cái chỗ nhà Dính ấy. Cái mét đường đấy. Bây giờ ở đây thì chắc trồng ngô như hộ gia đình chuẩn bị trồng ngô rồi nhỉ? Đấy. Gần hết nửa rồi. Thế gia đình nhà anh Mai cày nương xong là chắc cũng dự tính là sấy trồng phải không? Vâng đúng rồi. Tính là mai là cày xong là trồng. Nói chung khu ở khu này thì gọi là đồi núi đá ấy, thì đất nó độ ẩm cao hơn với cả thêm nữa ở chỗ khu này nó mát hơn. Vâng. Nó không giống như chỗ khu bên nhà em. Vâng. Bên chỗ nhà em là ấm hơn nhưng mà đất nó khô hơn tí. Vâng, đất đấy khô. Ở bên này em thấy bà con trồng cái củ cải này rất là nhiều. Thực sự là trên này đất nó phù hợp với củ cải nhỉ. Củ cải đây to lắm. Vâng. Nhưng mà có một cái điều như bà con là không biết tận dụng làm đâu. Bà con là chủ yếu hình như là hầu như toàn lấy cho bò, cho lợn nhiều thôi đúng không ạ? Nhưng có ở dưới xuôi ấy, người ta phơi ra xong là bán rất là đắt tiền luôn. Đó. Vâng. Nhưng mà theo người ta làm thì kiểu như vẫn phải lấy dao, lấy cái gì cảo ra nó mỏng mỏng phải không? Đúng mới rồi, phơ ra. Thì mình cắt nó mỏng thôi. Đường này mà đi xe máy thì không dám đi đâu nhỉ? Cái này anh tưởng như để mà mở cho cái tủ dưới này. À. Vì là ở trên thì có được rồi, nhưng mà người ta làm nhà thì chợ và liệt đến nhà anh, khu nhà anh xong là ở cái khu này là chưa đến. Chưa đến, à. Bà con sẽ có ý kiến rất là nhiều thì anh... góp vào đấy có chi vào cái tiền dịch vụ mua chuẩn rừng để mà mở cái tuyến đường này cho tủ dưới này. Tức là anh cũng là trưởng thôn đấy, xong hộp thôn mình có tiền dịch vụ mua trừ rừng xong thì gồn vào để mở đi vào nhóm hộ ở bên dưới. Đấy, đúng rồi. Trần lắm ấy đây này. Nhưng mà bây giờ thực sự mình đi xe xuống cũng không dám bây giờ anh nhìn nó có bóng chơi chơi xuống. Nữa. Dân thì làm nó chắc hơn cái đường mà nhà nước đây này, đây những cái vết xe đây này các bác này. Thực sự là mình tự làm mình đổ cái mát gì ấy, nó cao hơn. Đấy, cao hơn. Ô đây các chị em mình lấy cái này đi đâu đấy? Nhưng là trong mấy chị à? À. Hả? Chắc là mượn bàn ghế đi ăn cố. Con đi nè cam một chao lo. À một cam một chao đá. Ôi cái này. Chị u cha chị vừa thế xe thâu nè. Sự là ít cái tiêu tí không đấy chứ cái gì đấy chỉ biết tàu ok mà chị chưa dám lấy xe để mà chở luôn nên là đi xà chạy bé hay là tương đối xà chạy bé thì sẽ nhỏ trơn lắm không dám đi nhanh luôn cái này mà trượt một cái thì thôi dập mông luôn tùa khi giáo viên nhớ vậy thì phát phong thì sao nó thứ nhở với cái địa hình của bà con ở trên này thì đi sao đàn ấy vừa vào đến đây thì em thấy là khác với những khu khác thì khu này cũng tương đối là bằng tiết thao lò này mới từ chứ là rất là nhiều tuy nhiên không phải lò chứ mà lò khi tập bé chứ phải lò khi tập bé không hà nó nâu tạm mà lò sọc bé tính đủ mà có nhiều đất lò mấy lò tiếp van chua thế là chính nhỉ lò van chua thế lò rồi
À, tức là nhà của anh khuyết tật là mắt không nhìn thấy là bên này đó à? Ồ đấy, thì giống à, tức là ông già vừa mới mất tháng 9 tháng 10. Vâng vâng. Ồ đấy. À, cô bác ạ, hôm nay thì vào đây mới biết hóa ra là anh Xính ấy. Lúc đầu mình gọi anh Xính, bây giờ thế mình nói chuyện một lúc xong thì mới hiểu ra là cũng có thể xưng hô bản chú rồi nhỉ. Vì cái chú này cũng cùng với vai vế của là bố của em cái nhé cô bác ạ. Ừ, bây giờ vì bố của em cái với chú này trước kia cũng vào kiểu như mình chơi với nhau mình biết đấy. Đây nhà này ở đây hả anh? Ờ thôi không không sao mà, tức là bây giờ cô bác cũng thông cảm, mình là những người mắt không nhìn thấy làm cái gì nó cũng khó. Ồ đây anh chú bây giờ đây hình như có mấy cái tấm cái tre này để bổ trẻ làm cái gì nhỉ? Nó để đấy xong là nó cắt cổ hay là cái gì thì không có gỗ để ông em cậu này không biết lắm nào thì phải ngồi chỗ đấy để rửa chân rửa tay thế đó. À, tức là không có cái gỗ, không có cái gì thì mình ngồi đấy rửa chân rửa tay. Ủa đấy. Thế chú cho cháu học bây giờ là anh này luôn à? Vâng ạ, anh này luôn đấy. Ừ. Đây cô bác nhé, bây giờ những công việc hàng ngày của nhà ta đây anh chị kiểu như tuy mắt của anh không nghe được tiếng nó được nghe được đấy. À anh này vẫn nói được tiếng của thông vẫn nghe được đấy. Ôi giời, thế tốt nhỉ. Em Dương cho anh xin cái mít này để mình họ chuyện với anh tí nhỉ. Anh cho thêm em cài mít vào tí nữa, nói chuyện với anh tí nhá. Vâng đây. Đây cô bác ạ, mắt cũng không nhìn thấy cái gì thật nhỉ. Thế anh có thể cho em hỏi anh tên là gì? Hả? Tên? Tên của anh? Tên Vừa Mấy Tuổi. À anh tên là Vừa Mấy Tuổi. Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 32 hết rồi. 32 à, thế 32 rồi ạ. Thế hơn em cái để cho 1991 đâu mày. À 1991 đúng à. Rồi hơn em cái 2 tuổi thôi. À cô bác ạ. À hôm nay thì vào đấy cái cuộc sống hàng ngày của anh Tùa. Đây là chị hay là vợ? Đây là vợ. À vợ của anh Tùa luôn. Ồ đây. Cô bác ạ. Bây giờ đang thấy anh Tùa tuy mắt không nhìn thấy nhưng mà vẫn giúp vợ thấy cỏ bò. Đây là những công việc hàng ngày. Thôi anh chị cứ làm đi. Anh thứ thấy cỏ bò thì nó có gì à. Mình sẽ nói chuyện sau nhá. Đúng thế đấy, anh thứ được ấy tí. Vâng, anh cứ làm việc đi. Đây, bây giờ ở đây ấy. Để cảm giác ấy nhỉ. Vâng. Nhưng mà nó chỉ phụ giúp trong việc nhà thôi nhỉ, có khi là về nương giấy đi cày nương các kiểu không đi được nhỉ? Đi chặt cây ngô nhưng mà lúc thời gian mà thu hành ngô thì mới chặt cây ngô được. À tức là thu hạch thì lúc đó mình thu con chặt cái cây ngô thì vẫn được. Nhưng mà chỉ có là đất đấy, có là đất không đá. À. Đúng rồi. Hai anh em mình vào đây một chờ đợi một lúc thì anh Tùa hai vợ chồng cũng đã thấy cỏ bò xong. Thế anh có thể cho em hỏi bây giờ anh thấy như thế này có mệt không? Không thấy gì anh. À tức là không thấy mệt phải không? Không thấy gì. Mắt thì không nhìn thấy gì. Không nhìn thấy gì, có hai tay thôi. Còn hai tay thôi. Nghe là ví dụ cả anh này về mấy cô ấy không thấy, anh mà ó thế nào mà quật thế nào cũng không thấy, nhưng mà nghe nó chỉ là mấy cái mồ nó là nghe là mấy cô thôi, không biết là mấy anh ngồi đo này, anh lên mấy cô này, anh ngồi đo về mấy cô đây không biết. À, nhưng mà thực sự là một cái điều mà em cái cũng hơi tò mò ấy, thực sự là giống như anh Tùa ấy, lại nó được cái giao tiếp được cái tiếng phổ thông rất là tốt. Đây này, thôi nhá, bây giờ mình vào đây, đang phụ giúp được vợ thấy cỏ bò. Thế về cũng công việc trong gia đình. Nhìn thấy nhà cửa vẫn có con vật nuôi. Bác nhá, khổ nhiều nhất là người vợ, nhưng mà anh Tùa vẫn là một người
kiểu như mắt không nhìn thấy, anh vẫn cố gắng để giúp phụ vợ làm những công việc trong gia đình. Ví dụ nhà thái cỏ bò này, có khi là cái phần nấu nướng, không biết là anh Thủ có nấu được không nhé. Xem trong gia đình cũng có một con bò to đây này. Yeah, có cả con chó, con gâu đây. Yeah. Không dữ lắm. Alo, nấm chế giả sử tí lào đi nửa không một chiếc bộ kế hóa luyện tàu chế ó, ơ thực quân tàu thế là? Dạ lên. Lo chế. Giả sử bì mù lá nhu này cho mù chỗ bó cử tên chế, chỗ bó cử tên chế quân nỉa dụng quân tàu mình chế nó. Ờ, dễ nhận đi nè. Lo chế đi. Thực sự là cô bác ạ, bây giờ thì vào đến đây hôm nay cũng được anh Xính, anh cũng dẫn anh em mình vào để có những ngủ nói chuyện với hai vợ chồng. Anh Tủa, hôm nay em vào thì em không biết là gia đình anh các cháu như thế nào, thì thôi em cũng mua được một ít bánh kẹo ấy, lấy về cho tí xế các cháu đi học về thì đưa cho các con nhá. Các cô nhưng mà cổ bé đi cô cứ về đâu mà thế, là cho anh từ từ mua về, là gì tự ở xa thì cứ để nó không mua nó từ mua về cho em. Thực sự là lần đầu tiên em cũng vào đây, coi như em cũng nghe được một cô giáo ở bên trên này ấy, cũng giới thiệu qua bảo là ở khu trỏ này cũng có một anh mắt không nhìn thấy ấy. Thì em cũng vào chia sẻ cả như là cái cuộc sống hàng ngày của vợ chồng anh như thế nào. Nhưng mà thực sự vào đến tận nhà anh Tủa thì mới biết là anh là một người tuy mắt không nhìn thấy nhưng mà về cái tay chân kiểu như mình lao động vẫn giúp được phụ việc nhà. So với những thanh niên lớp trẻ kiểu như là nhiều hoàn cảnh, em cái cũng đi chia sẻ, nhưng mà có những hoàn cảnh kiểu như là chân tay khỏe mạnh lại lừa biến lại ỷ lại trông chờ ấy. Những người như thế này là cũng không nên giúp, nhưng mà hôm nay mình vào đây thấy và anh Tủa cũng giúp được vợ phụ việc nhà trong gia đình thôi nhờ. Bây giờ thế gia đình nhà mình có mấy cháu đây anh? Nó thì đây có bốn cháu này. Bốn cháu à? Thế hai trai hai gái à? Đúng. Ồ thế được nhà cô bác ạ. Bây giờ gia đình nhà anh Tủa vẫn có bố cháu hai trai hai gái. Thế các con đi học hết rồi phải không? Các cô đi học hỏi hết rồi mà. Các con đi học hết. Thế hiện tại trong gia đình bốn cháu với hai vợ chồng anh thì mình sáu người ở đây thôi. Sáu người thôi mà. Muốn sáu người ở đây. Thế, anh có thể cho em hỏi một điều, vì anh không đi học nhưng mà cái phần giao tiếp ấy anh lại nói chuyện kiểu như giao tiếp phổ thông rất là tốt như thế này. Trước kia là có thầy cô giáo hoặc là có bạn bè ai dạy cho mình nhỉ? Nhưng mà nghe bảo mẹ nói thế nào nhưng mà giữ thế nào ngớ đẻ, nhưng mà ngày sau nói thế nào nhưng mà cùng người ta nói mà con nó không phải thì người ta khá ra lại, nhưng mà ngớ thế nó thôi, không phải là có cô giáo mà là thầy giáo dạy đâu. Tức là không có thầy cô giáo dạy mà tức ví dụ hôm nay em cái vào cứ dạy một hai câu ấy thì anh Tủa vẫn nghĩ mình cứ giữ lại cái câu nó đấy, sau mình mai mình cứ lại giao tiếp từ cái câu nó đấy, dần dần thì kiểu như là cũng nói được cái tiếng phổ thông rất là tốt. Đây. Cái này có phải gọi là cái trí nhớ rất là tốt đấy nhỉ? Đúng rồi. Anh Tủa là thế bây giờ mắt của anh như thế này là từ lúc bé anh bị như thế hay như nào anh? Từ lúc bé là có 11 tháng bị đau rồi. Đó là đau 2 tháng đấy là mổn thế này. Tức là lúc đang bị đẻ mình đang trong lúc em bé 11 tháng mình bắt đầu bị đau. Đau tầm 2 tháng thì mắt nó không nhìn thấy một cái gì. Đau 2 tháng rồi nhưng mà đẻ về nhưng mà mổn thế này rồi. Từ lúc anh nhớ thì mắt cũng không nhìn thấy cái gì phải không? Em nhớ nhưng mà mắt đến thế này thôi. Đây có bác ạ. Nên là nghe bố mẹ dạy thế thôi. Tức là nghe cái câu chuyện bố mẹ kể ra là anh Tủa lúc anh đã lúc vừa sinh ra thì mắt vẫn bình thường, nhưng mà trong do cái thời gian lúc đó thì mình kiểu như là theo em cái nghĩ một phần là lúc đó các cụ ngày xưa người ta hay chủ quan không đi viện phải không? Không đưa đi viện thì cứ để các cháu như thế, cứ tưởng là nó sẽ một thời gian sẽ khỏ, lúc mắt khỏ ra thì lại mù luôn. Đây ạ, bây giờ cái tình trạng giống như anh Tủa đấy mà đi chứa trong khó nhở? Không biết là anh đã từng đi khám bao giờ chưa? Gia đình đưa anh đi khám bao giờ chưa? Đi khám rồi đó mà. Đi khám hai lần á? Anh đi thì là có 5 tuổi đi một lần Hà ra, nhưng mà có là 8 tuổi đi một lần Hà Nội rồi mà. Đi tận Hà Giang và Hà Nội. Thế bác sĩ người ta khám xong người ta bảo thế nào? Bảo là thế là sụn là tiểu to rồi, thế là tiểu bé là sụn đường. Đi Hà Giang để là Hà Giang nó bảo là Hà Giang sụn đường đi Hà Nội, nhưng mà Hà Nội bảo là sửa được nhưng mà tiền to. Tức là đi vào tận Hà Nội người ta bảo sửa được thì phải nhiều tiền phải không? To. Phải, tức là phải có nhiều tiền mới sửa được. Nhiều tiền mới sửa được, không có tiền thì sửa được, nhưng mà ông bảo là thế là không biết sửa được không được, ông thì không được tiền đó là mua về nhà thôi. Thế người ta bảo sửa là hết bao nhiêu tiền đấy? Nó bảo sửa là lúc sớm em đi có 8 tuổi em cứ đi rồi, nhưng mà người ta bảo là 500 triệu. 500 triệu? Đây, cả 500 điểm nhưng mà khắp đi thử ra sửa, ông bảo là 500 triệu nhưng mà 50 triệu ông không có, nhưng mà là sao tỷ đô 500 triệu nhưng mà cứ về ngắm. Về một cái vấn đề mà
trong cái giai đoạn thờ anh Tủa đã 8 tuổi nhá, đi xuống tận Hà Nội đấy, lúc đó thì cái đồng tiền nó cũng giá tiền nó cũng đắt phải không? Không giống đấy. Như lúc đó thì chắc mình đang dùng cái tiền giấy thì 10.000 vẫn có tiền giấy mà. Thờ đấy ạ. 8 lúc anh 8 tuổi là anh là 91 nhỉ. Đấy, sinh năm 91 là mà. 8 tuổi là lúc đấy là 98. Vâng, đấy. Thì lúc đang dùng cái tiền giấy mà. Vâng, năm đấy thì kiểu như là lúc đó cái 500 triệu phải không? Thì mình lấy đâu ra một cái khoản tiền rất là lớn. Thì bố mẹ bảo là 50 triệu không có trong tay, quyết định không thay cái không sửa được cái đôi mắt. Đúng của anh Tủa. Ồ, đây có bác ạ, về một cái điều mà hôm nay em cái vào cũng được nói chuyện trực tiếp với anh Tủa. Anh Tủa kể về cái câu chuyện do mình lúc sinh ra thì lúc đẻ ra thì vẫn bình thường. Thì bắt đầu đâu thì tầm 11 tháng mới đâu tầm 2 tháng xong thì lúc đó bị mù như thế. Đấy là bố mẹ chắc cũng kể lại cho anh thôi nhờ. Đấy. Hôm nay nhưng mà anh em cái với em Dưa anh em mình vào đến đây thì cũng thấy anh Tủa vẫn có gia đình, có vợ con, tức là vẫn có một cái tổ ấm để trong gia đình. Nhưng mà mối tội là anh mắt không nhìn thấy. Anh Tủa, cho em hỏi một tí, là anh bảo là đợt trước anh đi Hà Nội kia là năm 98 đi rồi hả anh? Để nó lũ đi nhưng mà em 8 tuổi, nhưng mà 5 98 thì giống anh nói này. Bây giờ em có 32 thì hết rồi mà. 8 tuổi là năm 98 99 gì đấy. Đấy. Là đi tận Hà Nội rồi. Đấy. Đi tận Hà Nội một lần rồi mà. Đi tận Hà Nội một lần rồi. Đấy. Là trước khám Hà Giang một lần. Đấy. Hà Giang bảo là Hà Giang không làm được thì phải đi Hà Nội, mới đi Hà Nội một lần. Đấy. Thì bảo Hà Nội thì bảo là làm được. Nhưng mà phải cần rất là nhiều tiền, lúc đó bảo là tận 500 triệu đúng không? 500 triệu đúng không? Ông bảo là 50 triệu không có ở trong tay. Thì cũng được 500 triệu không làm. 50 triệu không có trong tay, nói gì đến 500 triệu đúng không? Ý là nếu mà tầm năm lúc đấy là 500 triệu, tầm bây giờ là mấy tỷ đấy nhỉ? Đúng rồi, đúng. Mệnh giá thời đấy đồng tiền đúng 10.000 đang tiền giấy mà. Đúng rồi, mệnh giá tiền lúc đấy, giá trị đồng tiền của lúc đấy có giá. Nói chung là bây giờ... với cái trường hợp của anh như thế này thì bọn em cũng không biết như thế nào, nhưng mà lúc đó thì y học nó có thể nó cũng chưa phát triển như bây giờ, nó cũng cách đây khoảng tầm hơn 20 năm rồi, 25 năm rồi, đấy. 25 năm rồi mà em nghĩ với cái sự phát triển của công nghệ như hiện tại thì có lẽ là em nghĩ rằng là để mà cái chữa đôi mắt của anh chắc là nó sẽ thấp hơn nhiều đấy. Nhờ, có lẽ thế đấy. Nhưng mà không biết là anh bị bệnh gì cơ. Bị bệnh gì nó mới bị ảnh hưởng đến đôi mắt cơ. Đấy. Thì anh có thể cho em hỏi, lúc đầu kiểu như có bố mẹ cũng kể lại cái câu chuyện này. Lúc đầu mình bị ốm thì coi như là bị cái con gì nó đốt hay là bị cái gì như thế nào mình mới bắt đầu ốm da hay mắt mình mới bị như thế chứ? Hay là không tự dưng nó cứ đau thôi à? Hay thế nào? Còn cũng đo là đo lú bế rồi, nhưng mà nghe bố mẹ bảo là lú bố mẹ đẻ được là rõ 7 tháng nhưng mà có đề, nhưng mà có 10 tháng nhưng mà có chỉ đo rồi, nhưng mà đo một ngày đo to tí một ngày đo to tí, nhưng mà bố mẹ tính là tính là chế rồi, nhưng mà phải là không chế, nhưng mà đến lú đề rồi, nhưng mà mổ má cũng mổ như thế rồi, nhưng mà bố mẹ còn tính là chết rồi cơ. Bố mẹ nó không đời rồi, mà bố mẹ nó bảo là đo to thế thì bố mẹ không đời rồi, không đời rồi, nhưng mà nó lú đề về, nhưng mà mổ như thế này thôi. Đây, em Dư ạ, thờ cái giai đoạn đấy thì kiểu như những người già người ta hay chủ quan ấy, kiểu như là cứ chắc là đã đau to thế không mong muốn là con sẽ sống rồi phải không? Thì cứ kệ đấy, không quan tâm đấy. Thì bắt đầu từ lúc kiểu như là chắc cũng được hàng xóm của người ta nói, thì lúc 5 tuổi ấy mới đưa anh Tủa đi xuống Hàn Gia, xong rồi 8 tuổi lại đi xuống một chuyến Hà Nội. Thực sự là chuyến Hà Nội là chuyến hết hy vọng ấy, từ bố mẹ bảo là vì bên đấy mình cũng nghe cái bệnh viện người ta nói bảo là bố trí tầm 500 triệu phải không? Đấy. Thì bố cũng bảo là không có 50 triệu trong tay làm gì đấy. Mà 500 triệu thì hy vọng từ cái chỗ đấy thì không đi phải không? Đúng rồi. Từ cái đợt anh đi vào tận Hà Nội đấy là mình lại không đi lần nào nữa phải không? Không đi lần nào, bác đi Hà Nội rất là bác sĩ nó không gõ rõ là không đi rồi. Nhưng mà bây giờ em hỏi một chút nhé. Đến tầm mình cũng ôm cái gọi là đôi mắt của mình đã không nhìn thấy được 30 mấy năm nay rồi, thì đến tầm hiện tại như này anh vẫn còn có hy vọng rằng là mong muốn một ngày nào đó đôi mắt mình được phục hồi và được nhìn thấy ánh sáng nữa không? Giống anh nói thì không biết được. Không hiểu được à? Tức là rất là mong muốn, ý là anh Tủa bảo là rất là mong muốn để anh nói lại tính mong để cho anh đấy hiểu một lần.
ý là sự trợ tụ cư này hai tiền ở bộ số cái xa ở bộ xa thì còn dùng bộ lúc không bộ cái chia dùng tí tàu bộ này tôi sẽ mình tôi nhiều ấy ở bộ xa tàu thì chỉ xa này có mấy xa tàu mà giờ thì ta để giờ trả tiền hiện tại để là giờ lúc mới có tiền thì trả khổ dùng tí nhiều khổ vì mà giờ xa tàu mà vẫn khổ tàu đi này tức là anh cũng rất là mong muốn cái đôi mắt mình phải nhìn thấy vợ con hoặc là các cháu kiểu như là thấy cái cảnh đẹp ấy cái gì mình sẽ thấy hết thì nó sẽ tốt hơn nhưng mà bây giờ không biết là có chứa được cái đôi mắt của anh không đấy cô bác ạ đây là mong muốn nhất là của anh Tùa đây thực sự là một anh cũng nó chỉ hơn em cái 2 tuổi thôi em cái 93 thì anh Tùa cũng 91 nói chung là ai cũng rất là mong muốn mình tay chân khỏe mạnh mắt nhìn thấy thì nó sẽ hạnh phúc hơn đấy. Bây giờ mà mình thiếu đây con con của anh Tùa đây đúng không đây con phải không vào đây cháu vào đây này khù khù ra thích lòng mà bố bảo là phải chào các chú phải không cháu này là con cả hay là con út đấy bây giờ anh có biết bạn nào là bạn lớn bạn nào là bạn nhỏ không con này con trời ở lớp ban hả tức là cháu này cháu đứa của họ lớp hai lớp hai nhưng mà đứa này đứa thứ nhất hay thứ hai đây thứ ba đứa thứ ba nhưng mà anh làm sao mà anh biết được là đứa này đứa thứ mấy anh chó này phải chó của em mà như thế này mình biết mà tức là mình sờ là biết đúng không đấy thế là cái cảm giác phải gọi là rùa thì tao gọi là tình mẫu tử nhỉ phụ tử ấy tình phụ tử ấy thì như thế nào biết được đây này đấy cháu con nhá đi học về cháu nha để cả bốn cháu được không Thế mà anh Tủa vẫn biết được là con đứa nào đấy nhỉ? Chắc là sẽ để cho một cái... Không, bây giờ ra ngoài đi, Dạ. Anh Tủa... Anh có thể đi ra ngoài một tí được không nhỉ? Mình xong, cho các cháu ra người ta cùng nữa để xem. Cho các cháu tí nữa xong rồi mình cứ ra ngoài. Ra ngoài đùa rồi. Ra ngoài rồi vẫn được. Thế lấy kẹo đưa cho vợ cấp đi xong. Thế bây giờ ra ngoài là phải cầm... đặt tay lên vai của con như thế à? Ở nhà nhưng mà từ đi đùa đấy hoặc là ở nhà kia hoặc là ở đây ai đâu giữ không được thì đi không được thế đâu. Đi xa thì không vai rõ là vai vợ như thế này. Cứ cầm đi xa là cứ cầm vai vợ như thế thôi. Thế này ở nhà nhưng mà giữ cái nhà nhưng mà từ đi được. Ở nhà là quen rồi đúng không? Cô bác ạ. Cô bảo các cháu vào đây này. Gọi các cháu các con anh Tuấn. Pa. Rất to này à. Thế cho hai anh này thì mua kia với em phát cho chó ăn không ạ? Con về đây này. Để cô bác ạ, tức là mình con cái trong gia đình nhà mình ấy thì mình vẫn biết hết nhá. Kiểu như mắt không nhìn thấy nhưng mà sờ qua một cái điều thì anh cái bóc kẹo cho giúp anh. Chia ra cho các con này. Để cũng dưới số thì nhắc cô bác ạ anh Tùa thì đẻ được 4 cháu 2 trai 2 gái đẹp rất là xinh mà được 4 bạn như thế này thì nói chung là các cháu vẫn rất là ngoan nhiều đi bố con dắt bố đi như này đây là bạn lớn này con năm nay con học lớp mấy rồi con lớp 5 rồi á con tên là gì nhỉ em tên là Vừa Thị Bà. Vừa Thị Bà. Thế bố của con bây giờ mắt không nhìn thấy như thế này có thương bố không? Có. Có à? Thế hàng ngày có dắt bố đi không? Có. Có. Và lớp con 5. Con cháu vợ này là cả giáo bố. Hả? Cả vợ cả con dắt bố luôn đúng không? Thế cháu này cháu tên gì? Em tên là Vừa Già Pó. Vừa Già Pó. Vừa Già Pó. Anh nghe có... Có Vừa Già Pó đi Pakistan hả? Đúng rồi. Anh Vừa Già Pó đi tận Pakistan đấy nhé. Yeah. Cháu này tên gì nhỉ? Vừa Minh Ná. Vừa Minh Ná. Vừa Minh Ná. Em Dương nhé, các cháu ở khu này cái cách giao tiếp nó tiếng phổ thông rất là xó. Đúng rồi. Mình không ngại giống như khu của hai anh em mình hay đi chia sẻ. Đúng rồi. Thế bạn này tên là gì nhỉ? Tên gì? Vừa Thị Lý, ấy da, vẫn nói giỏi phết anh nhỉ. Con năm nay con học lớp mấy rồi nhỉ? Con là tuổi B. Con học đang học lớp 5 tuổi B. Con cô giáo của con tên là gì? Tên là Hồ Thị Mỹ. Cô giáo của con mà. Hồ Thị Mỹ nó ai vậy? Vừa Thị Mỹ. Cô giáo tên là Mỹ đúng không? Đúng. Con phải học thật giỏi thì mai giúp bố như chưa? Nhớ. Nhớ. Bây giờ gọi là anh em cũng khá là tò mò một chút bởi vì là với đôi mắt không nhìn thấy như thế này mà
anh Tùa, anh vẫn phân biệt được con cái của mình. Em Dương đang muốn để cho cô bác cũng nhìn thấy xem là bóc ra đi các cháu. Anh Tùa cho anh Tùa đứng dậy một tí đi nhá. Anh có thể đứng dậy hộ em đấy, cho các bạn cho các bạn đứng ra đằng trước này đi, xong là cho bố sờ thế nào biết bạn nào không nhỉ, kiểu như là cho theo cao thấp là chắc là biết rồi nhỉ. Đấy, thế bà ra đây nhỉ. Đấy, bây giờ thì một cái điều ấy, em hơi tò mò thì em cứ cho anh sờ qua hay là anh thử đoán xem nào, đứa nào là con cả hay là con tên út là gì nhỉ? Thử thử mà. Thử nhưng mà con này là thứ ba đâu mà. Thứ ba luôn. Đấy. Thế là con lía con thứ bốn. Lía con thứ tư là đấy. Con út đấy đúng không? Đấy. Con đẻ nữa không anh? Đấy. Con này có nhà bố nhưng mà con cũng mỏ. Con ra bố. Nhưng mà có không nhìn thì không biết nhưng mà nhìn thử như thế này là biết. Sờ cái là biết con đứa thứ mấy luôn đúng không? Đấy thì vừa bố là con cả. Đấy, có cả lắm. Pó là con cả hả? Vâng. Thế Pó năm nay học lớp mấy rồi? Học lớp 7C ạ. Hả? Học lớp 7 ạ. Học lớp 7 rồi à? Vâng. Chú còn tưởng là bà này là lớn cơ. Nhưng mà con này nhưng mà đúng dí 13 tuổi rồi, nhưng mà con này giống như là người ta nói, nhưng mà bố mẹ không có cái dự A nhưng mà không lớn thôi. Thực sự là có bác anh Tùa kể ra là do gia đình khó khăn, kiểu thiếu chất dinh dưỡng ấy. Đúng rồi. Xấu nhưng mà không lớn, chó này là không lớn rồi. Ăn xấu là không lớn được à? Tội cho gia đình quá nhỉ. Mà nói chung là bây giờ một mình anh đấy là mắt là không nhìn thấy, không làm được gì rồi. Còn chủ yếu là công việc chính là chủ yếu vợ rồi. Nên là cũng gia đình cũng không có tiền mua ăn, nhưng mà làm sao chó lớn được. Gạo cũng không tiền mua ăn, cái xấu làm sao lớn được đúng không? Chó lớn được. Vâng. Một cái vấn đề mà bà con đấy, cái phần lương thực chính cũng là cái ngô thôi. Thì mình cũng không có cái làm ruộng đấy. Bé cái này gọi là tháng 6 hoặc tháng 7 hay ngô. Không phải đủ ăn, nhưng mà ngô mới chi đâu. Để về cơ cấu có chuyện ấy, anh Tùa kể ra là ngô nó không đủ ăn quanh năm, tầm tháng 6, tháng 7 ấy, ngô chưa chín thì đã hết rồi. Đấy. Kiểu như là mình bắt đầu đến tháng 6, tháng 7 ấy, lúc đó ngô nó chưa chín thì cũng đã hết cơn ấy. Nghe danh mùng này là nó ngô được thu về luôn, rồi tháng 9 hoặc là được thu về. Thu về nhưng mà ngô có thể tiết sệt sệt thì chưa kho, nhưng mà xác chưa được ăn. Nhưng mà từ nãy đến giờ chưa nói chuyện với mẹ một tí nào nhỉ? Nhưng mà cơ duyên nào mà hai vợ chồng anh lấy quen nhau mà lấy nhau để vậy anh? Có thể vợ gọi chị ra đây mình nói chuyện một tí được không? Được. Anh có thể. Còn thế không? Anh tao nói đi anh này. Cả nhà rất là gọi là hòa thuận luôn nhỉ? Thực sự là em Dương đây. Anh thấy một điều là vợ của anh Tuổi cũng rất là thương nhá. Thương chị cả anh ra Tuổi này, này các con. Nói chuyện một tí chị. Nhiệt tiết rồi, rất sân nữ, nó nóng lắm, mình chỉ lưu ý là sự cái này này cũng biết cái cành, biết mùng, không biết cái bên khuế này, anh là biết cái mùng đi, anh đừng cùng nót, anh mùng nót. Chứ chà mấy giờ sử nóng mình chiếu thì hai mùng hai lò dù là thả nít cho nhiệt tiết ấy, là sự chùa luôn đẩy ra là sắp mùng đi chả ho, là dù tao tiết lâu thì nếu không mùng mình tướng nhờ chanh nhờ xa nhờ vị đi chà. Vì là cho lâu là hãy là sư, chứ mà nhìn thì thất sự lộ. Thì mà mùng đùa ấy, mất anh chà, thì mất này chì tiết. Mà lo vô cái ý xí lo lu tí lâu thế nó dù ý xa lì dù xa xấu xí phẻ rồi. Tao xa mà xa thế tụ bố lo lùa lì nhá tụ bố cho bắt tao à. Bố lo thì ta tí xuống bố lo bố. Mà u à cứ nói lo ho thì vị thiêu thì dù ý bế mong mà dù ý rồng mà ý được cái tiền thế hả? Ở xa chờ hó tí tiền lo vô tao tí lâu không một chụp bộ kê cái gì hó u ý xí lu hả? Rõ từ giờ chéo khư á nhau không. Thế bây giờ hỏi chị thì chị cũng kể ra là thực sự ấy, chị thì cũng trước kia là mồ cô em Dương, chị đấy mồ cô từ bố mẹ ra lúc nhỏ rồi, xong thì những người già kiểu như là họ về lấy anh Tùa, xong lúc đó chị cũng tính ra là về lấy anh Tùa thì mình chị lấy một lần chồng thôi, lấy người nào vẫn phải làm mới có ăn. Thực sự là chị cũng rất là yên thương đấy anh Tùa nhá cô bác ấy. Bây giờ mà cũng có cả bốn cháu luôn. Và em cũng có nghe chị cũng có kể rằng là trước tốt thì theo anh Tùa ấy thì cũng hy vọng là lúc đấy là bà vẫn còn đúng không? Đấy, bà vẫn còn là cũng hy vọng là bà vẫn có thể phụ giúp được một chút. Nhưng mà cũng không biết là lúc mà chị về lấy anh Tùa xong là bao nhiêu lâu thì bà lại mất luôn rồi. Thật thì tiếc nó mình chỉ thảo vì thảo là vua tiết lâu đi. Tao không thể là nhiệm vô giờ bóng nè. Đi sống. Đi sống. Được một năm. Đi sống. Đi sống. Đi sống. Ồ mà chị giờ đi, chị giờ nó thấy nhau không thể là. Chị giờ nó thấy không? 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 Thế là bây giờ cả ông cả bà mất rồi, có mỗi bây giờ là một mình chị lo toan cho cả bốn đứa con cùng với lại chồng vì bị
gọi là nói đúng ra thật sự là bị mù lòa đấy cô bác. Đấy, không biết là do ngày trước là bị bệnh tật như nào, gọi là ốm 2 tháng về sau là cái đôi mắt của anh nó cũng không nhìn thấy luôn. Thật sự là cũng rất là anh rất là lanh lợi luôn, nếu mà bây giờ cái anh đấy mà đôi mắt mà có thể nhìn thấy được là anh phải gọi là một con người cũng rất là giỏi. Và cũng rất là thương các con. Đây các cháu đây. Đây này, anh lớn đây này. Bố bảo là bây giờ ở nhà các mọi người bảo là không có cái gì ăn thì làm sao mà lớn được thế nữa. Cháu đến 13 tuổi. Nó có rồi ăn để nhưng mà lớn được nghĩ rồi đấy, ăn xấu xấu rồi không lớn được đúng không? Anh Tủa, bây giờ bà con mình vùng cao này kiểu như mình thờ đấy, mình gia đình mình cũng không có điều kiện này. Mình cũng không mua được hộp sữa này cho các con ăn thì nó cũng kiểu như thiếu chất dinh dưỡng. Phải không? Thiếu cái chất dinh dưỡng thì nó mới như thế thôi, cò thế. Ngon. Mới xỏ do A đấy, không có con thì mà làm xong là mua chút được anh. Cô bác ạ. Thì các cháu cũng cố gắng đi học nhá. Sau này lớn lên kiểu như phụ giúp bố mẹ nhá. Bây giờ phải ngoan nhỉ. Thì bà này dễ thương nhỉ. Vâng. Ai bôi son cho xinh thế? Hả? Ai bôi son cho con xinh thế? Hả? Mẹ bôi son cho phải không? Hả? Thì con lấy son đâu bôi đấy. Hả? Bạn đúng không? Chắc đi học ở bên trường bạn cho à? chịu khó học nha, học thật giỏi vào nha. Có bạn nào đi học mà được giấy khen không? Không ạ. Không được à? Bình thường thôi à. Cố gắng học nha, để được giấy khen về giúp bố mẹ nhỉ chưa? Vâng. Để có lẽ là đây cô bác thì đây là cái cảnh sống của gia đình nhà anh Tủa bị khiếm thị. Cũng rất là hy vọng qua những thước phim này anh em chú cháu chia sẻ thì nhận được sự trợ giúp của quý nhà hảo tâm để giúp đỡ cho gia đình một cái phần nào đó. Còn về cái vấn đề chữa mắt thì thật sự ra là nghe như anh Tủa nói thì cái khoản kinh phí rất là lớn thì anh em chúng cháu cũng không dám mơ đến thật. Vâng, đây là cái ước mơ của anh Tủa, cũng rất là mong nếu mà ai cũng thế thôi, con ngừa mình cũng mong là mắt nhìn thấy phải không, chân tay khỏe mạnh thì tuy dù mình nghèo khó thì mình vẫn phải làm được. Đấy nhá, em cái cũng mình cũng nhìn thấy gia đình của anh Tủa ấy, tuy mắt cũng không nhìn thấy nhưng mà vẫn phụ giúp được việc nhà trong gia đình so với những gia đình khác. Thanh niên trai khỏe trai tráng kiểu như là sức dài vai rộng nó còn lừa biến kiểu như ý lại trông chờ. Cái đấy là mình cũng không phải là phê bình ai khen ai thôi, chả qua là so với anh Tủa hôm nay lần đầu tiên em cái em dưa vào thì thấy anh Tủa nó cũng là một người mắt nhìn thấy nhưng mà vẫn giúp được việc nhà bình thường. Nhưng mà đúng như anh nói thôi. Thế đi nhỉ, bây giờ bảo các cháu đi vào trong nhà thôi nhỉ. Một chê này tí cho ý. Đây cô bác ạ, bây giờ anh Tủa bảo là lúc anh đi xa thì đi đường xa, đường xấu thì vợ phải đi trước. Xong mà mình bám tay vào vai vợ hả? Đi xa mà lại bám vào vai vợ như thế này không? Mình đi xa mình bám tay vào vai vợ hả? Ở dưới nhà thì giữ cái nhà thì đi xa thì là đi thế thôi. Ở nhà thì quen rồi đúng không? Ô các cháu vừa mới đi học về không đói à? Không ăn cơm à? Vâng. Thì các cháu ăn cơm đi. Đây, cô bác ạ, hôm nay thì hai anh em mình cũng vừa khám phá mà vừa được cùng một cái cô giáo cũng giới thiệu sơ qua bảo là ở đây cũng có một cái hoàn cảnh mắt bị mù. Hôm nay vào đến tận nhà anh Tủa thì cũng lúc anh em mình đang trên đường xuống đây cũng rất là may mắn được gặp anh Xính. Anh cũng là trưởng thôn đây, anh giới thiệu cho hai anh em mình vào đây. Thì anh em mình vừa khám phá cũng vừa kiểu như tìm hoàn cảnh ấy, cũng tiện chia sẻ cái hoàn cảnh cái ngôi nhà của gia đình anh Tủa cho cô bác biết. Đấy là một ngôi nhà gỗ. Nhà này cũng có cái khung gỗ xung quanh hết nhưng mà ở trên gác thực sự là do cái câu chuyện giống như anh Tủa kể ra là ngô thì nó cũng hết vì mình đất canh tác chủ yếu là cái ngô ấy, tầm khoảng tháng 5, tháng 6 âm ấy thì cũng hết rồi. Bây giờ không biết là các cháu giờ này cũng muộn rồi, các con cũng đang về, xong là anh chị cũng chuẩn bị cơm gì cho các con ăn không? Dạ sĩ dạ tí nên nó mổ đi chào mì tu hả? Nó rau sống mổ này mà nó về xíu đỏ là chấn rồi chấn nó về nó ồ nó chê mà tí nó đi rồi. Ồ thế bây giờ đó thì cứ lấy cơm cho các con thôi. Dạ sĩ thì anh chép lá mà chứ bây giờ cần thế là mà hãy mổ ra chứ sao nó mà chế trong chỉ hãy mổ nó. Anh em gọi đến đây thì các cháu cũng vừa đi học về. Đây mì mén đây phải không? Vâng. Ồ nhà mình nấu vào cái nồi này thôi à? Vâng. Đây cũng đông người, 6 người mà cũng nấu một ký nồ mì mén đây. Cứ nấu cho cả nhà cũng ăn, con ăn. Đây nhá các bác ạ, bây giờ các cháu thì giống như lúc đầu anh Tủa kể ra là gia đình nhà mình thiếu, không có cái gì ăn thì các cháu mới không lớn, cháu cũng 13 tuổi rồi.
để có một cái nồ này tẩu chúa. Ô, đây này em Dương. Tẩu chúa. Con nào tụt kho giờ, ôi thế nó bún nó tỉnh nè thì tẩu con nào uống. À, cô cũng cho hai ba bơ ấy, xong rồi nghiệt ra để làm tẩu tẩu chúa nhé. Đây là tẩu chúa của bà con trên này. Lấy vào đặt ở dưới mâm xong các con cùng ăn không? Ở cả nhà. Cháu này thì thích ăn mì chan canh. Bây giờ có một cái thao kiểu như cái mềm mến khô. Còn cứ làm cái chỗ này chan canh ấy. Mình người nào thích ăn chan canh thì ăn đây, người nào thích ăn khô thì ăn đây. Thế bây giờ cũng giờ gần trưa rồi thì cả nhà cứ ăn cơm đi. Bây giờ chắc anh chị vẫn chưa ăn cơm phải không? Anh nhìn chưa ăn rồi. À, chưa ăn phải không? Giờ này xem là 12 giờ nhỉ. Ồ, bố cưng cái con lắm nhè. Cưng con út lắm ấy nhè. Bình rượu mơ. Đây các bác, bây giờ cũng muộn rồi nhá, 11 rưỡi, 12 giờ kém rồi. Đây, cũng muộn rồi, các con cũng đây học về thì giờ này cả nhà cũng đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Đây là bữa cơm của gia đình đấy các bác. Tuy là cuộc sống cũng rất là khó khăn và đặc biệt là cái chỗ anh Tủa ấy thì đôi mắt cũng không nhìn thấy nữa, nhưng mà gia đình vẫn rất là hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Bữa cơm rất là ấm áp nhỉ. Vâng. Có đầy đủ con cái. Thì cô bác chứ. Bây giờ thì thực sự hôm nay em cái thấy cả nhà cũng ăn một bữa cơm tuy cũng rất là đơn sơ nhưng mà ấm áp. Vì các con này và vợ cũng không che, mình bảo là mù loà như thế này ăn bẩn nhưng mà cả nhà vẫn ăn trong một cái bát tôn này, một cái thau. Bà con thì mình trên vùng cao này thì từ nhỏ rồi đã ăn mấy cái thìa rồi các bác ạ. Cứ ăn được một ngày cả ăn thế này, ăn cả ngày ăn thế này. Đúng rồi, tức là ngày nào hôm nào mình vẫn ăn thìa thôi. Đấy. Ngồi như này quen lắm rồi nên là anh cũng biết là rau là ở chỗ nào luôn nhỉ? Vâng. Thật luôn á. Đây, bác này thì là canh nhạt, bác này thì bảo anh Tùa bảo là không có mớ ấy, thì mình không xào qua kiểu như là cho múa vào mì chính vào đây nhá. Múa mà ăn không? Ừ, cho vào cứ ăn thôi. Kiểu như là gia đình khó khăn ấy, không mua được một chai dầu ăn này, không mua được bao gạo. Cứ chủ yếu là mì mém cái phần lương thực chính ấy. Đây. Ăn đi ba. Ừ. Ô, Đế Út không ăn à? Đế Út bảo là ăn ở bên trường ấy, kiểu như là chắc là mầm non là nuôi bữa trưa. Đúng rồi, mầm non người ta nuôi bữa trưa mà. Bên tiểu học là cũng có nuôi mà chắc là hai bạn này là không ăn thôi đúng không? Mẹ, chúng nó mà nhớ đi, lại khoan quá. Dặn con gái là không ăn cơm, không được đi chơi. Các cháu cũng rất là nghe lời bố mẹ nhỉ? Đúng rồi. Có chó này thì họ muốn nôi nhưng mà có rót cho trưa về rồi mà. À, tức là ăn bữa trưa ở bên đấy. Trường. Sao các cháu lớn không ăn ở trường à? Chó này là lớn rồi nhưng mà ở sáng dậy thôi mà không ăn được ăn đâu. À, tức là mình đang ở gần... Có bé nhưng mà có bé họ muốn nôi nhưng mà có bé ăn được ăn thôi. Anh Tùa kể ra là các cháu mình người ta phân khu ra mình ở gần trường ấy thì không được nua cái bữa cơm ở bên trường ấy. Còn cháu Út thì đang mầm non được ăn bữa cơm trưa. Thế anh Tùa nhà anh em mình cả nhà ăn cơm xong lát nữa còn đi làm cái gì nữa không? Ở nhà xong thì con này hôm nay thứ sáu thì con này cũng phải ra quả đồng con này để từ lo không dàn không đùa mà không. Thế này là giống như em Tùa này là ở nhà sẽ tí ngò cho cả ăn thôi. Sẽ tí ngò tí to để quay lại là cơ ăn thôi. À, đây cô bác ạ, anh Tùa bảo là anh mắt không nhìn thấy thì anh ở nhà tuế một ít ngô ấy, tí nữa chờ vợ con, các cháu thì đang hôm nay thứ sáu về thì cũng sẽ cùng vợ đi giặt rú, giặt quần áo, cũng lâu lâu rồi cũng chưa được giặt quần áo ấy. Quần áo cũng hết. Thế nhá, bây giờ thì hôm nay hai anh em mình cũng vừa vào khám phá cũng như chia sẻ, cũng gặp được cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tùa cũng rất là khó khăn. Bây giờ cô bác ạ, cả gia đình nó chỉ ăn như thế thôi.
qua đây cái video này thì em cái cũng rất là mong nếu mà tất cả quý khán giả các cô bác thấy cái hoàn cảnh của anh Tủa ấy thì cũng thể giúp một phần nhu yếu phẩm, vì nghe câu chuyện anh Tủa kể ra là cái phần lương thực không đủ ăn quanh năm cơ, tầm tháng 6, tháng 7 âm thì hết rồi, hết ngô rồi, mình không có ăn vẫn nhị đó tầm 3 tháng, bây giờ tầm ở trên này là tháng 9, tháng 10 mới thu ngô. Mà một khi đã đói thì bản thân anh là không làm được gì, một mình vợ anh như này. Vâng. Cũng rất là vất vả, còn 3-4 đứa nhỏ nữa. Vâng. Thì cũng chưa giúp được, chỉ có phụ giúp những cái công việc vặt ở nhà thôi, cũng gọi là không đi phụ giúp để mà kiếm được ra đồng tiền để cho lo cho gia đình cả. Mà chị này là bây giờ để mà đi làm thuê cũng không biết đi này chị ấy. Vâng. Các con nhỏ như thế này thì chồng thì ở nhà cũng không biết nấu ăn nấu nướng những thứ. Vâng. Lo toan cho giặt rũ rồi tắm giặt của cho con cái nữa thì nói chung là không biết đi đâu cả. Vâng. Chỉ ở nhà thôi. Vâng. Đấy, cô bác ạ. Hôm nay thì hai anh em mình cũng vào đây cũng khám phá, cũng chia sẻ cái hoàn cảnh của anh chị anh Tủa này cho các bác biết thế thôi. Chắc bây giờ thì hai anh em cũng di chuyển đi vào nơi khác, thì em cái với em Dương cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.